Tại cái chương trình bùng nổ khai trương này thì em Minh tự tin khẳng định với anh chị mình rằng tại thời điểm này thì cái khuyến mãi của em Minh cũng như là tại đại lý Suzuki Đồng Hiệp là tốt nhất khu vực phía Nam nói riêng cũng như là toàn quốc nói chung. Chào mừng anh chị quay lại với kênh YouTube chính thức của Suzuki Đồng Hiệp, đại lý ủy quyền chính thức của Suzuki Việt Nam, và em là Minh. Từ đầu năm 2020 thì Suzuki Đồng Hiệp đã bắt đầu hoạt động, nhưng do 2 năm vì tình hình dịch bệnh quá căng thẳng là năm 2020 và 2021, nên hiện tại mặc dù đã hoạt động 2 năm rồi nhưng đại lý vẫn chưa khai trương được. Và hiện tại tình hình dịch bệnh và tình hình phủ vaccine cũng đã rất là nhiều rồi và mọi hoạt động cũng đã trở lại bình thường, nên dự kiến chính thức vào ngày 6 tháng 5 này thì đại lý Suzuki Đồng Hiệp tại Long An sẽ chính thức khai trương. Cùng với ngày khai trương này thì bên em cũng có đưa ra một cái chương trình bán hàng bùng nổ khai trương rất là hấp dẫn cho những cái dòng xe du lịch cũng như là những dòng xe thương mại. Và hai cái dòng xe du lịch chủ lực của Suzuki Việt Nam cũng như là của Suzuki Đồng Hiệp đó là Suzuki XL7 và Suzuki Ertiga mà anh chị mình đang thấy đây. Với dòng xe Suzuki XL7 thì hiện tại tại đại lý Suzuki Đồng Hiệp toàn bộ là những xe được sản xuất năm 2022. Những xe sản xuất 2021 riêng tại Suzuki Đồng Hiệp cũng như là tất cả những đại lý Suzuki khác trên toàn quốc đều đã hết xe nha anh chị, chỉ còn xe 2022 thôi. Suzuki XL7 2022 ngoài màu trắng anh chị mình đang thấy đây thì sẽ còn những cái mặt khác như là màu xám, màu cam, màu đen, màu xanh rêu hay là màu kaki đó anh chị, và màu đỏ đô. Niêm yết của Suzuki XL7 phiên bản tiêu chuẩn là 599.900.000. Và ngoài phiên bản tiêu chuẩn này ra thì ở năm 2022 thì XL7 có thêm một cái phiên bản cao cấp là phiên bản Sport Limited. Ở phiên bản đó thì nó có giá niêm yết là 639.900.000. Và màu sắc của phiên bản Sport Limited cũng giống y chang như là màu sắc ở phiên bản tiêu chuẩn anh chị. Và phiên bản Sport Limited sẽ có thêm những cái update về phần nội thất, đồ chơi và tiện ích option. Ví dụ như là cốp điện hay là gương chống chói tự động kết hợp camera, rồi camera 360 độ. Và ở trên phiên bản Sport Limited anh chị thì nó vẫn chưa có những cái option mà ở Việt Nam anh chị mình rất là mong muốn. Ví dụ như là ga tự động Cruise Control ở đây. Đó. Và riêng cái option ga tự động Cruise Control này thì nếu anh chị mua xe tại đại lý em Minh thì bên Suzuki Đồng Hiệp cũng như là ở chỗ em Minh vẫn sẽ hỗ trợ cho anh chị mình cái option này. Đó. Và về chương trình khuyến mãi bùng nổ khai trương thì nó sẽ bao gồm tiền mặt và quà tặng. Thì chi tiết như thế nào thì anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline bên em để trên góc màn hình. Thì xem tới đây rất nhiều anh chị mình sẽ rất là khó chịu. Vì sao thằng này nó không nói luôn là khuyến mãi cái gì để mình biết mà mình khỏi gọi hỏi nó. Thì cái này nó cũng rất là khó cho em anh chị. Tại vì mỗi anh chị mình sẽ có mỗi cái nhu cầu khác nhau. Ví dụ như là thì chỉ muốn là mua chiếc xe sau về để chạy vậy, không có thích làm thêm gì cả, rồi muốn giảm giá trực tiếp vào giá bán xe để cho nó tối ưu cái chi phí đó. Rồi có những anh chị mình chạy dịch vụ, anh chị mình muốn là đại lý hỗ trợ anh chị mình khuyến mãi thêm anh chị mình là bọc ghế da, trải thảm sàn, bọc trần để cho trong cái quá trình anh chị mình chạy dịch vụ cái xe nó sạch sẽ hơn đó. Rồi lại có những anh chị mình mới lái xe, anh chị mình lại cần những cái nhu cầu ví dụ như là ga tự động Cruise Control, cam 360 độ, cấp điện, những cái option mà ở trên cái phiên bản Sport Limited nó có mà trên phiên bản thường nó không có đó anh chị, thì bên em vẫn hỗ trợ cho anh chị mình được đó. Thì đó là tùy vào nhu cầu của anh chị mà mình sẽ có lựa chọn những cái khuyến mãi khác nhau để nó phù hợp với mình. Và tại cái chương trình bùng nổ khai trương này thì em Minh tự tin khẳng định với anh chị mình rằng tại thời điểm này thì cái khuyến mãi của em Minh cũng như là tại đại lý Suzuki Đồng Hiệp là tốt nhất khu vực phía Nam nói riêng cũng như là toàn quốc nói chung. Rồi tiếp đến qua đến dòng xe giá rẻ hơn một chút xíu, vẫn là 7 chỗ anh chị, là Suzuki Ertiga. Thì cái dòng xe XL7 là cái dòng xe được nâng cấp từ khung gầm và động cơ của cái mẫu xe Ertiga này, nên cái mẫu xe Ertiga này thì nó cũng 80 với mẫu xe XL7 anh chị. Ertiga thì hiện tại bán ra với hai phiên bản, số sàn MT với giá niêm yết không đổi là 499.900.000
và số tự động Ertiga Sport với giá niêm yết là 568.900. Thì cái Ertiga Sport thì anh chị mình đang được xem trên hình đây. Thì Ertiga ngoài màu đỏ đang nằm ở đây thì anh chị mình sẽ có thêm những cái lựa chọn màu sắc đen, bạc, xám. Với cái dòng xe Ertiga này anh chị thì nó cũng sẽ giống như cái dòng xe XL7, thì bên em vẫn sẽ áp dụng chương trình khuyến mãi bùng nổ khai trương. Đó, sẽ bao gồm rất là nhiều cái khuyến mãi giống như là trên XL7. Đó, vẫn tiền mặt, phụ kiện và quà tặng cho anh chị mình. Thì tùy vào cái nhu cầu thực tế của anh chị thì bên em sẽ ra cái khuyến mãi để phù hợp với anh chị mình. Và thêm một lần nữa thì em khẳng định với anh chị mình, tại thời điểm này và với cái chương trình tưng bừng khuyến mãi khai trương thì em Minh cũng như là đại lý Suzuki Đồng Hiệp sẽ có những cái khuyến mãi có thể gọi là tốt nhất tại thời điểm tại khu vực phía Nam cũng như là trên toàn quốc. Anh chị mình có nhu cầu tìm hiểu tư vấn mua xe thì hãy liên hệ ngay cho em Minh hoặc là Suzuki Đồng Hiệp với số hotline trên góc màn hình. Để tại thời điểm này với chương trình bùng nổ khai trương thì anh chị mình sẽ mua được một mẫu xe của Suzuki tại đại lý Suzuki Đồng Hiệp, kể cả xe du lịch cũng như là xe thương mại, với cái giá tốt nhất tại thời điểm hiện tại với cái chương trình khai trương vào ngày 6 tháng 5 tới đây của Suzuki Đồng Hiệp. Rồi, một lần nữa em xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp tất cả các anh chị trong video tiếp theo cũng như là hẹn gặp tất cả các anh chị trên showroom để tiến hành ký kết hợp đồng và bàn giao đến những anh chị mình những chiếc xe Suzuki với cái giá và cái khuyến mãi tốt nhất hiện tại tại thời điểm khi nào. Rồi, em xin chân thành cảm ơn.